Thùy Trang, hot girl phòng gym khiến netizen Trung phát cuồng thành hot TikToker. Một cô gái xinh đẹp gây chú ý trên mạng xã hội TikTok thời gian gần đây chính là Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 1995, sống tại Hà Nội. Sở hữu hơn 430.000 lượt follow trên TikTok, Thùy Trang hiện là một trong những hot girl được dân mạng quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Khoảng 3 năm trước, Thùy Trang khiến mạng xã hội náo loạn khi tung loạt ảnh lột xác gây ngỡ ngàng. Từ cô gái bị chê phẳng lì 3 vòng như một, Thùy Trang trở nên xinh đẹp, khỏe khoắn với body nóng bỏng. Tất cả là nhờ chế độ ăn uống luyện tập khoa học nên Thùy Trang mới sở hữu vóc dáng mà cô gái nào cũng mơ ước. Chia sẻ về hành trình tăng cân giúp mình lột xác trở thành một người hoàn toàn khác, Thùy Trang cho biết cô tìm đến gym và chế độ ăn uống cân đối để khỏe đẹp hơn. Sinh ra đã sở hữu gương mặt khả ái, xinh xắn, nhưng tiếc thay, Thùy Trang từng bị nhiều người chê bai vì 3 vòng đều lép xẹp, phẳng lì, hình dây. Không phải là Thùy Trang kén ăn hay nghiện ăn, bù lại cô ăn rất nhiều. Trang tâm sự có lần ăn hết 2 bát phở với 1 bát miếng, cùng một lúc mà vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng đáng tiếc là cân nặng của cô không hề tăng lên chút nào. Thời còn đi học, em bị bạn bè chê bai khá nhiều về ngoại hình của mình vì cao có 1m50, nặng 39kg. Người rất thấp lại còn rất nhỏ nữa. Mọi người thường không ngại buông câu trong em chẳng có sức sống gì hay chẳng có ma nào thèm yêu. Không chỉ bạn bè xung quanh mà người thân cũng thường phàn nàn về vóc dáng cơ thể khiến em quyết tâm được thay đổi bản thân, Thùy Trang cho biết. Tự nhận thấy mình không phải người bận tâm quá nhiều về chuyện hình thể, nhưng do bị chê bai quá nhiều, Trang bắt đầu mất tự tin và lo lắng cho tương lai lâu dài sau này. Cô nàng chiến ít quyết tâm phục thù vượt qua chính mình bằng cách chăm chỉ tập luyện và ăn uống hợp lý với hy vọng để có được cơ thể khỏe mạnh hơn. Thùy Trang chia sẻ cô bắt đầu tìm đến việc tập gym vào năm cuối đại học. Với quyết tâm đã không thể có được chiều cao thì nhất định phải có một thân hình ấn tượng. Thùy Trang lên kế hoạch tập luyện bài bản. Trước đó cô có tự mình tìm hiểu rất nhiều kiến thức về cơ, mỡ. Các bài tập chính mà mình thường thực hiện là squat, deadlift, lunge, barbell hitthrust, hip band reception. Đây đều là những bài tập phải sử dụng nhiều nhóm cơ khác nhau trên cơ thể như đùi, mông, hông, có tác dụng kích thích sức mạnh và phát triển kích thước cơ bắp chân và mông, Thùy Trang chia sẻ. Giống như tập gym, Thùy Trang cũng có sự đầu tư nhất định trong việc tìm hiểu về ăn uống để từ đó tự thiết kế cho mình một chế độ ăn đúng chuẩn phù hợp nhất. Thực đơn bao gồm những món ăn lành mạnh, đảm bảo đủ năng lượng cần thiết và không dư thừa chất. Thực đơn hàng ngày của cô xoay quanh thịt ức gà, thịt bò, cá, cơm gạo lứt, trứng và thật nhiều rau trái cây. Tăng lên 10kg sau 2 năm tập gym, Thùy Trang thay đổi số đo 3 vòng rõ rệt, 80, 62, 90. Điều tuyệt vời là dù tăng cân nhưng cô nàng vẫn có được eo thon săn gọn, ngực săn chắc, cải thiện số đo và vòng 3 thì thay đổi quá nhiều. Khi đã đạt được số đo 3 vòng mơ ước, Thùy Trang vẫn tiếp tục tập gym. Vòng mông của cô đã có tiến triển số đo đáng ngưỡng mộ, trong khi vòng eo thì ngày càng săn gọn hơn. Hậu lột xác, thay vì nghe những lời bàn tán không hay, Thùy Trang nhận được rất nhiều lời khen của mọi người cho vóc dáng lẫn khuôn mặt xinh đẹp. Sự tự tin về ngoại hình hiện tại giúp cô nàng có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống và công việc. Đáng chú ý, màn lột xác của Thùy Trang không chỉ gây bão mạng Việt Nam mà còn khiến netizen Trung phát cuồng. Cụ thể, tờ China News của Trung Quốc đưa tin về Thùy Trang như một ví dụ điển hình cho những người có vóc dáng đẹp nhờ chăm luyện tập thể dục. Trang báo này khen Thùy Trang có thân hình cân đối, đặc biệt là vòng 3, căng tròn, săn chắc và đôi chân nuột nà. Một số dân mạng bình luận, cô ấy trông giống người Hàn Quốc. Người Việt Nam thường không cao, nhưng những hình ảnh này cho bạn thấy thế nào là một tỷ lệ hoàn hảo. Muốn đến Việt Nam quá. Thời gian gần đây, Thùy Trang thường xuyên gây bão TikTok với những đoạn clip bắt trend cực hot. Đáng nói, Thùy Trang đã 26 tuổi nhưng trông cô nàng chẳng khác gì những nữ sinh cấp 3 vì gương mặt xinh xắn và phong cách trẻ trung năng động. Trong một số đoạn clip mặc áo crop top và chân váy tennis, hot girl phòng gym khiến dân tình mất máu bởi phong cách sexy khó cưỡng. Đã vài năm trôi qua nhưng màn lột xác đỉnh của Thùy Trang vẫn được dân tình lấy ra làm động lực để thay đổi, phát triển bản thân trở nên tốt đẹp hơn.